Xin đừng kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu, ngày 31 tháng 4 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá ớt, giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Giá thanh long trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang giảm. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 đang nằm giá động từ 33.000 đến 34.000. Loại 2 thì đang nằm giá động từ 26-27, loại 3 thì đang nằm giá động từ 20. Còn loại 3 thì giá đang nằm giá động từ 12.000. Hàng giạt thì đang nằm giá động từ 6 đến 7.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá cũng không có biến động gì nhiều. Giá hiện nay thì vẫn chưa tăng mạnh trở lại được. Long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang nằm giá đồng từ 15 đến 16. Còn hàng sang thì đang nằm giá đồng từ 13.000 đến 14.000, hàng giạt thì đang nằm giá đồng từ 6 đến 7.000. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực mà giá chênh lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm giá đồng từ 12.000, 13.000, 14.000. Bò sang thì 10.000, 11.000, 12.000. Còn hàng biết hiện nay thì đang nằm giá đồng từ 15.000. Hàng giạt đang nằm giá đồng từ 6 đến 7.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nằm giá đồng từ 29 đến 30, loại 2 thì đang nằm giá đồng từ 25, còn loại 3 thì đang nằm giá đồng từ 20.000. Cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, con quý bác anh chị các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh của mình.